Thiết bị y tế Nguyễn Sơn kính chào các bạn. Như quý vị và các bạn đã biết, người lớn tuổi, người già bị chấn thương ở chi dưới, người tàn tật hay bệnh nhân tai biến rất khó khăn trong việc di chuyển. Chúng tôi ở đây để đem lại một giải pháp. Chiếc ghế bô cho người già giúp quá trình vệ sinh, chăm sóc thuận tiện hơn. Chiếc ghế được làm bằng hợp kim, sơn tĩnh điện, không gì sét, chắc chắn và an toàn. Phần nhựa được làm bằng nhựa cứng cao cấp, không gây dị ứng da, kết hợp tay nắm chắc chắn cho người bệnh chống vào khi đứng lên ngồi xuống. Phần nhựa này giúp cho quá trình ấy không bị trơn trượt. Hai bên được trang bị hai chốt chắc chắn giúp giữ ghế vào đúng form. Có thể mở và gập ghế bằng cách tháo hai chiếc chốt đó. Khi gập lại nhỏ gọn như những chiếc ghế thông thường. Bô nhựa được thiết kế có thể dễ dàng tháo dỡ để vệ sinh. Bạn có thể rút bô ra, đẩy bô vào nhanh chóng qua hai khớp nối phía dưới ghế. Đây là sản phẩm hữu dụng mà thiết bị y tế Nguyễn Sơn muốn mang đến cho mọi người. Ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều thiết bị hỗ trợ khác. Nếu quan tâm hãy gọi ngay cho hotline của chúng tôi hoặc nhắn tin qua fanpage để tư vấn và hỗ trợ. Subscribe kênh của chúng tôi để nhận được thông báo mới nhất về sản phẩm. Thiết bị y tế Nguyễn Sơn rất hân hạnh được phục vụ quý khách.